Ok, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube cũng như là Facebook của LB Audio đã mắc của chúng ta. Và ngày hôm nay em sẽ đem đến cho tất cả các bác một cái băng cối tự hành và dạng vali xách tay, tức là cái cặp xách tay á. Ở đây chúng ta thấy là có cái phần xách tay như chỗ này để chúng ta có thể xách đi lên, và em nó có thể đỡ được cái chiều đứng và cái chiều nằm như thế này. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái băng cối đầu tiên có mặt tại LB Audio này nó có gì đặc biệt và nó hay ho những điểm nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Thì đối với tất cả những cái băng cối tự hành nó đều có, thứ nhất là cái phần xách tay này để chúng ta có thể xách bất kỳ nơi đâu và chúng ta có thể nghe nhạc ở những cái bất kỳ chỗ nào. Đây là cái điểm ưu thế đầu tiên mà những cái băng thêm tự hành xách tay có được, chúng ta có thể nghe nhạc ở bất kỳ đâu. Rồi cái thứ hai, rồi mở ra đây. Nó là tự hành nên em nói cái tích hợp sẵn lo và âm lên. Thấy cái phần loa nằm ngay này, ngay màn ngay cam còn rất là đẹp. Rồi chúng ta có một cái chữ là Sony Omatic nằm ngay chỗ này, và em nói sử dụng ampli bóng đèn. Đây hai bên đều là ép bằng gỗ, cái này là gỗ nha chứ không phải là gỗ ép. Ở trên đây là mặt nhôm. Ở trên đây chúng ta thấy có một cái chữ là Sony được dập nổi rất là lớn, và có một cái phím chức năng để chúng ta có thể gạt play hay là bao hay là tua băng về khá là lớn để chúng ta có thể dễ dàng chúng ta thao tác hơn. Về mặt bên trái thì chúng ta có một cái nút tròn nhỏ để chúng ta có thể chỉnh được cái tông vô thanh của chúng ta. Cái thứ hai là cái nút nguồn này cũng là một cái nút là để chúng ta là tắt nguồn luôn, nút volume tích hợp với nút nguồn. Thì nhờ và ngay chỗ này chúng ta có một cái break lever để chúng ta có thể ghi âm ở chế độ auto hay là manual. Phía trên là chúng ta có hai cái băng cối như thế này, một cái băng 5 inch và cái băng 7 inch. Đây ha, các mua cái con TC5100 này thì em cũng tặng luôn hai cái xương băng và thậm chí là một cái băng luôn để cho các bác có thể mua về cái là chơi ngay. Đấy. Rồi sau đó khi mà chơi thì chúng ta bật nguồn lên thì ở đây ngay chỗ này đèn này nó sẽ sáng lên. Sau đó chúng ta bật máy. Người ta chọn bởi một số tác dụng. Cảm ơn tất cả các bác đã chú ý lắng nghe và gặp lại tất cả các bác những video tiếp theo. Nếu thích video lúc này với sự xuất hiện của con model TC5100 đến từ thương hiệu Sony thì hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất cũng như là một cái động tác để có thể động viên khích lệ em làm ra những cái sản phẩm nhiều hơn nữa. Còn nếu các bác không hài lòng ở chỗ nào thì hãy cứ comment bên dưới thì em sẽ rút kinh nghiệm cũng như là thay đổi để có thể đem đến cho tất cả các em một trong những cái trải nghiệm tốt hơn cũng như là đem đến để chúng ta có thể trao đổi được nhiều hơn. Ok, còn bây giờ thì xin chào nhà hàng, gặp lại ạ. Hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất nha. Em ơi, nhìn gió lên thôi, lòng có trong người một người xa cuối trời. Nơi đây tiếng gác canh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương mùa.